thôi chết. Đỡ người ta dậy, mau lên. Cô ơi, cô có sao không vậy? Để Hoa đưa cô vô nhà thương nha. Tại vì Hoa có việc gấp, phu xe của Hoa kéo nhanh quá nên tránh cô không kịp đó. Dạ em không sao. Hoa biết rồi. Dạ, dạ lỗi tại em. Tại em đi đường không dòng nó nên mới đụng phải ông. Xin lỗi. Hoa biết rồi. Thôi thôi, để Hoa đưa cô vô nhà thương nha. Mình đi nha cô. Dạ. Cô lên xe ngồi đi. Cẩn thận đó. Anh không chịu đi chơi với em gì hết à? Bộ anh sợ em làm mất mặt anh hay gì? Lần nào gặp nhau cũng lén lén lúc lúc. Em chán cảnh này lắm rồi. Em muốn đi chơi, em muốn đi ăn nhà hàng, em muốn đi coi hát. Em á, cũng biết Hoa đã có vợ rồi. Lỡ ra ngoài sợ người ta nhìn thấy rồi đàm luận này nọ. Hoa chỉ sợ điều tiếng làm em giận. Chứ Hoa thì đâu có nhầm nhò gì. Xạo đi. Là anh sợ tiếng đồn tới tai bà nhà thì có. Em đâu có đòi hỏi danh phận đâu. Nhưng em là con nhà đàng hoàng. Không lẽ suốt đời em gặp anh trong bóng tối, sau lưng nhà người ta sao? Thôi, đừng khóc nữa. Làm lòng Hoa đau lắm. Em muốn đi đâu Hoa đưa em đi. Thiệt hả? Anh nhìn kìa. Ruộng lúa xanh mướt hả? Bên kia nữa thiệt. Kìa. Ê bà, đẹp ghê anh ha. Dữ vậy, ông đi với ai mà thẻ măng vậy? Đâu có biết đâu. Thấy hai người á giống như quen nhau quá hả? Bé còn rồi đó. Chứ còn gì nữa. Thôi mình đi. Tôi mà biết như vậy á thì tôi không có Qua kể cho chị nghe đâu. Chị khóc, chị buồn rồi ảnh cũng đâu có biết đâu. Đàn ông mà, ông nào không mèo mỡ. Ông nhà tôi cũng chim chuột đủ bề. Ban đầu thấy ông nhà chị cũng đạo mạo, tôi tưởng chị may mắn hơn tụi tôi chứ. Ai dè, có ngờ đâu. Con xin hai cô, hai cô có thấy là má con đang khóc hay không? Hai cô đừng nói nữa. Sao cháu nói chuyện hỗn hào vậy? Đúng là cha nào con nấy mà. Má, hồi sáng nay cha con ở bên tiệm để kiểm hàng. Cả tiệm có rất nhiều người làm chứng. Má tin con đi, cha không có phép phân thân. Má, hai cô đây chắc là nhìn lầm người rồi đó. Tụi tôi có lòng tốt á, tụi tôi mới qua, tụi tôi kể cho chị biết. Vậy mà chị để cho con gái chị á nghĩ xấu về tụi tôi. Nó nghĩ tụi tôi đặt điều cho cha nó hay sao á. Thôi, từ đây về sau á, tụi tôi không có qua đây chơi nữa đâu. Thôi, đi về bà. Bực mình. Bởi vì tôi mới chính là đứa con thất lạc của Võ Kim Phan. Nghe rõ chưa? Thì vậy sao? Vậy sao không tố cáo tôi để giành lại danh phận cho mình mà lại muốn làm đồng minh với tôi? Buông tôi ra. Tôi muốn trả thù, anh nghe rõ chưa? Anh đã từng nhìn thấy một người đàn bà và một đứa con gái còi cọc, đói ăn trôi dạt khắp nơi ngày nhỏ. Ai có ngờ rằng cô Năm Kỉnh quý phái nền nã đã phải trải qua phần đời còn lại trong đói rách để tìm kiếm sự sinh tồn, để trả thù người đàn ông đó. Nhưng cô bé à, cô có biết là cô đang chơi với dao hay không? Tôi dạy cho cô một bài học miễn phí đây. Nếu chơi dao thì phải nắm đằng cán, đừng có nắm đằng chui. Kẻo làm bị thương chính mình. Được thôi, nếu cô muốn học thì tôi sẽ dạy cho. Nếu muốn làm đồng minh của tôi thì hãy chứng minh cho thấy lòng thành của cô. Anh muốn làm gì? Anh muốn làm gì? Làm gì hả? Anh muốn làm gì tôi hả? Dạy cô một bài học thôi. Ông buông tôi ra. Ông buông tôi ra.
Bây giờ thì biến đi. Khi nào có tin tôi sẽ nói cho cô biết. Đi đi. Hãy nhớ, từ bây giờ trở đi hãy gọi tôi là Võ Kim Cẩm. Cô tuyệt đối phải ghi nhớ điều này. Nếu như cô muốn tôi đồng hành cùng cô, trả thù giúp cô.